cùng đưa công chúa của ta đến lớp nha. Chào mừng con, cô chắc chắn con sẽ thành công. Trái, phải, 1, 2. Em gái sư tử cũng có thể thực hành lại. Đôi giày này tệ quá, con cần đôi mới, bố à. Con sẽ lấy cái này và cái này. Với chúng, con sẽ không thể thất bại. Giày của em bị rách rồi, phải làm sao? Mình biết phải làm thế nào. Vâng, cái này khá ổn đấy. Cô ấy luyện tập mỗi ngày. Em gái múa ba lê bên cái cây. Đống bụi này làm phiền con quá đấy. Cái này làm con té ngã. Bố ơi, bố làm sạch cái nó đi nha. Em gái sư tử múa ba lê mặc kệ tất cả. Hôm nay có một cuộc thi diễn ra. Được, mình sẽ cố gắng hết mình. Em gái đừng quên mặc quần áo thật xinh. Chuẩn bị sẵn sàng để đi thi đấu hết khả năng. Mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiến thắng. Ôi không, váy của em đã bị hỏng. Anh ơi, anh làm thêm cái khác được không? Sử dụng một ít keo sữa và thêm một chút ma thuật nữa. Mọi người, hãy nhìn vào con đi. Con rất thích nhảy múa. Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Em gái sư tử xứng đáng với giải nhất này. Em gái sư tử, nhảy cùng với tôi nhé. Đến đây. Nhìn mình khiêu vũ đây. Xem tôi xoay và nhảy. Hãy bắt mình từ trên cao. Hey, bạn chẳng cố gắng chút nào. Kìa X, giúp bên trong được nhìn thấy. Oh, bánh răng của bạn bị kẹt lại. Đây là lý do bạn bị hỏng. Bánh răng này bị rỉ sét nghiêm trọng. Đặt một cái mới vào đây. Thêm một chút nhớt vào trong này. Bịp bọp, hãy xem tôi nhảy đây. Tôi cũng có thể quay và nhảy đây. Được rồi, mình sẽ bắt đầu ngay. Tôi là ngôi sao của chương trình này. Khi cô ấy không còn ở đây, mọi người đều mến mộ mình. Hooray! Robot đó xấu tính thật. Mình là nữ hoàng nhảy múa xuất sắc nhất. Tôi là một người nổi tiếng với một chiếc xe lịch lãm đắt tiền. Nhìn kìa, robot đang đi. Nó thậm chí còn xuất hiện trên TV. Nhưng robot gặp một số vấn đề, cần ngay lập tức thay thế. Chúng ta phải làm thế nào? Khán giả bực bội kêu gào. Buổi biểu diễn kết thúc cho đêm nay. Robot nhỏ, bạn ổn không đấy? Bây giờ bạn đã trở lại trạng thái ban đầu. Mình phải biểu diễn trên sân khấu. Mình đến đây. Wow! Nhưng robot đã bắt rất khá. Tôi là ngôi sao của buổi biểu diễn. Những vận động viên trượt nhanh nhất. Hãy cẩn thận rác trên đất. Sư tử con đã bị ngã khi trượt, nhưng óc khi nhỏ không dừng lại được. Không, mình không thể bị đánh bại. Mình có thể dọn dẹp đường phố ngay. Để tai nạn không xảy ra, chúng ta cùng nhau dọn dẹp hết rác này nha. Việc tái chế cũng rất vui. Mình mừng vì mọi thứ đã xong xuôi. Sư tử con, chị cảm thấy em sẽ thích thức uống ngon lành này. Em sẽ lấy nó. Ôi không, có mình đây. Bạn lấy thành công. Nước ngọt đã bị phun trào. Ít nhất hãy mang nó đi tái chế nào. Điều này thật sự là việc tốt nên làm. Cái này là 98 và cái này là 99 đây. Nó sẽ ổn nếu không có cái cây. Wow, đã có rất nhiều. Và chúng ta sẽ có 100 ngay. Hãy đến cửa hàng cùng nhau. Chúng ta sẽ không còn khát nữa đâu. Sư tử con, bạn nên cẩn thận phía trước đấy. Bạn cần đi vòng qua thay vì như vậy. Cô là của mình đâu rồi nhỉ? Ốc khi nhỏ đang cần một món ngon tuyệt vời. Tôi cứ tới đây, anh bạn ơi. Mình muốn ăn cái bánh này ngay. Wow, cô mèo đó là ai vậy? Mình có hơi xấu hổ. Nhưng mình sẽ đến chào cổ. Bạn có muốn nếm thử một chút không ta? Việc ăn thịt động vật thật xấu xa. Vâng, mình sẽ vứt bỏ cái này. Bạn không muốn ăn nó? Thôi vậy. Hãy ăn thử củ cà rốt này. Ờ, vâng, nó ngon đấy. Đã đến lúc tận hưởng niềm vui một chút. Đây là tô của bạn nha. Nó có mùi vị buồn nôn quá. Mình không muốn ăn phần cơm này. Có mùi gì thơm ngon quá vậy? Bông vải xanh sẽ khiến bạn dừng tiến tới. Tất cả điều này làm anh ấy rơi. Oki nhỏ bắt đầu rơi lệ. Tôi biết cách giúp bạn giải quyết vấn đề. Điều này sẽ tuyệt đấy. Nước rau quả trong cơm của bạn ấy. Bạn ấy chắc chắn sẽ phấn chấn. Xúc xích rau củ dài vô tận.
Món ăn vặt tuyệt vời là đây. Này, trả chúng lại ngay. Aki ơi, bạn ổn không vậy? Nhanh lên, bạn ấy đang bỏ chạy. Mẹ đã ghi một bàn rất tuyệt. Bé lợn nhỏ phun ra những thứ không cần thiết. Chúng ta đang lao về phía trước. Nhưng niềm vui không thể duy trì lâu được. Bé con, ra khỏi đấy ngay. Em bé làm chị sợ hãi. Cố gắng dọa chị bằng cách phát ra tiếng Buday. Mình thật sự cần một chiếc xe đẩy. Mình có sự giúp đỡ từ nghệ thuật này. Phép thuật biến bức vẽ thành thực tại. Mẹ heo kêu lên sợ hãi. Hai đứa con của ta đâu rồi? Con sẽ giúp cô, chỉ cần làm vậy thôi. Trước khi anh ấy có thể kiểm tra siêu thị, anh ấy cần giúp đỡ một tí. Anh có thể tạo ra lợn mẹ, vẽ và phóng to lên nè. Nhưng khi hai gia đình tiến lại gần, sư tử con, bạn đã gian lận. Mình cần tìm cách để qua được. Cái này sẽ giúp mình tiến lên phía trước. Sư tử con bắt đầu bay. Này anh bạn sư tử, dừng lại. Mình nghĩ mình có thể xử lý đống này được. Mọi người, hãy uống chút nước. Nước ép làm các tác phẩm nghệ thuật tan chảy. Mẹ tìm được các con rồi. Yay! Con sẽ tạo ra một khuôn mặt thú vị. Sư tử con, tốt nhất bạn nên chạy đi. Mau ra khỏi đây cùng ta. Nhanh nhanh, phải chạy ngay. Cẩn thận đường đi, con gái. Thôi, đừng cắn nữa nha. Bố dùng hết sức kéo ra. Ảnh điền quá, bạn tôi. Ôi không, cặp con hỏng rồi. Có vẻ bạn đang gặp nạn. Rất tiếc cho sự bất hạnh của bạn. Cặp tôi đẹp và mới tinh này. Buồn cho bạn thật đấy. Hôm nay ta không có tiền bạc, nhưng có thể có cách khác. Yup, việc này sẽ suôn sẻ. Cắt một chút gỗ nhé. Đóng đinh, 1, 2, 3 thôi. Ouch, tôi đóng chính mình rồi. Cảm ơn bố, quá tuyệt luôn. Con phải đi trước khi muộn. Cặp của tôi mới đấy. Cái gì đây? Của bạn có thể mới nhất, nhưng của tôi cần tất. Thật là một thứ tuyệt vời. Biến thành xích đu để chơi. Thật là thoải mái. Mình cũng muốn một cái. Heo nói và cười khẩy. Bạn không được vào đây. Tôi đã có phương án. Xây một căn nhà cho hai bạn. Vào trong, chúng ta cùng chơi. Wow, một ngày tuyệt vời. Ném cái lõi táo đi thôi. Không vui nữa rồi. Ồ, có mưa à? Được thôi, không sao cả. Mưa như chút nước. Mình không trụ được. Ok, cặp sách, biến hình mau. Tôi sẽ cứu bạn khỏi cơn bão. Cặp sách tuyệt diệu. Tất cả hành khách lên tàu đi thôi. Hãy giữ tàu lại giùm tôi, tiêu rồi. Mình không kịp lên tàu. Ôi, một ngày thật đau. Bỏng ngô, coca và một ít kẹo gôm này. Tàu hãy chú ý vì mình đến đây. Mình sẽ dùng máy bắn này làm điều chưa từng thấy. Trên chiếc vali tốc độ cao, cuối cùng đã kịp chuyến tàu. Mình có vé trong tay. Ôi trời ơi, hãy vào đây. Giữ chặt để dừng lại nhé mọi người ơi. Trước khi chúng ta bị rơi. Sư tử cầu bị hỏng rồi. Chúng ta tìm đường khác thôi. Mình đã biết cách xử lý. Lấy kẹo gôm và nhai thật kỹ. Đặt những bong bóng lên trên đầu. Rồi chúng ta sẽ trôi qua cầu. Kẹo gôm giúp ta lơ lửng và trôi. Mọi người hãy tận hưởng chuyến đi thôi. Thì tất cả bóng tan biến. Chúng ta tiếp tục tiến. Tàu lại dừng lại. Ôi, nhưng mình có kế hoạch rồi. Bước đầu tiên của kế hoạch trên là làm nóng chiếc chảo lên. Sau đó thêm ngô vào. Và chờ xem cho vui nào. Làm nóng lên, đợi chúng nổ. Giờ tàu không còn dừng một chỗ. Chaka chaka chu chu. Pizza, mẹ ơi mua cho con. Nó sẽ rất rất ngon. Xin chào, hãy ngồi ghế. Món ăn của tôi ngon khỏi chê. Lấy bột pizza và chương trình sẽ diễn ra. Mình thích anh chàng vui nhộn này. Cẩn thận quạt chân đấy. Vòng quay ngày càng nhanh chóng.
buổi biểu diễn thật thất vọng. Sư tử làm mặt ngốc nghếch. Trong khi khách rời đi hết, nhưng trước khi họ chia tay, sư tử có thể thử lại. Mình có bánh và trái cây, có thể làm gì đó đáng yêu ngay. Đặt bánh quy giống như này, đồ ăn ngon đến đây. Nhìn nó không quá tồi, nhưng làm chị gái giận rồi. Mình là viên kẹo nhỏ, mình nên dùng công cụ đó. Quay đều nha, liệu nó có làm được? Không ai biết cả. Làm pizza thật vui, cái này sắp xong xuôi, giờ thử với trái cây, sẽ thật ngon tuyệt đây. Bánh pizza ngon tuyệt vời, đặt nó vào đĩa rồi. Ai gọi món ngon vậy? Vâng, chúng tôi đây. Một cái cho bạn. Pizza thứ hai cũng đã sẵn sàng. Cái máy làm việc rất lẹ, làm pizza thật vui vẻ. Trong chuỗi làm pizza thông minh, thậm chí có thể làm pizza chính mình. Đi vệ sinh đáng sợ thật đấy. Giữa đêm khuya yên tĩnh này, trên tường có quái vật mang sợ, khiến mình nhỏ bé và thấy sợ. Chạy về giường thật nhanh, che đầu và đắp cả chân. Mình biết phải làm gì rồi, chỉ cần một chút nữa thôi. Siêu em bé dũng cảm thật, nhanh chóng đánh bại được quái vật. Sư tử con đã trở lại, bạn đã thất bại. Quạc quạc quạc, không khó khăn gì cả. À, ngón tay ghê quá, phải chạy và trốn đi thôi. Sư tử đã òa khóc rồi, thật may mẹ ở gần đây. Kể mẹ nghe có chuyện gì vậy? Mẹ mẹ ở bên đó, quái vật làm con hoảng sợ. Đó chỉ là cái lá, thật là nhẹ nhõm quá. Vẫn phải đi thôi.